Chào quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy lại trở lại với lớp các em ở cái nội dung của tuần trước, đó chính là làm con bướm. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại các bước lý thuyết một lần nữa. Sau đó thầy sẽ làm mẫu cho các em thấy và chúng ta cùng nhau trải nghiệm, thực hành và trưng bày sản phẩm của mình. Mời các em đi vào phần nội dung chi tiết. Phần chuẩn bị dụng cụ. Tương tự như những nội dung trước, các em cần phải chuẩn bị cho thầy đó chính là giấy thủ công màu. Tất nhiên là màu gì cũng được, các em chọn cho mình cái màu nào mà các em yêu thích nhất. Tiếp nữa là các em cần phải chuẩn bị đó là bút chì. Đến cái bài này thì cái cây bút chì thật sự cần thiết. Và cái dụng cụ thước kẻ nó sẽ phát huy hết tác dụng của nó. Tiếp theo nữa là dụng cụ chính là cái kéo. Nó sẽ giúp cho các em cắt theo những cái đường mà các em vừa kẻ đó một cách chính xác nhất. Sau cùng là hồi dáng. Sau đây chúng ta xem phần hướng dẫn toàn bộ nội dung. Hoàn chỉnh. Xem toàn bộ hướng dẫn. Bước 1. Lấy tờ giấy xanh lá cây, cắt thành hình vuông, cạnh khoảng 19 ô. Xếp đôi theo hướng chéo. Gấp liên tiếp 2 lần và miết kỹ theo dấu gấp. Bước 3. Gấp liên tiếp thêm 2 lần nữa, miết kỹ theo đường dấu gấp. Mở tờ giấy ra, ta được những nếp gấp đều nhau. Bước 4. Bây giờ gấp trở mặt tờ giấy và miết kỹ theo những đường nếp gấp, xếp được đôi cánh lớn của con bươm bướm. Bước 5. Lấy tờ giấy màu xanh lá, cắt hình vuông, cạnh khoảng 14 ô và xếp giống như trên, được đôi cánh nhỏ của con bươm bướm. Cắt tờ giấy màu vàng thành một cọng nhỏ dài, vuốt cong hai đầu, ta được râu của con bướm. Dùng keo dán sơ hai đôi cánh và râu bướm lại với nhau, rồi lấy sợi chỉ màu quấn nhẹ ngang đôi cánh và râu. Chỉnh cho ngay và thẳng, ta được con bươm bướm.
Và bây giờ thì thầy sẽ làm mẫu cho các em thấy làm thế nào để chúng ta có thể gấp được một cái con bướm. Thế thì để gấp được con bướm thì đầu tiên chúng ta cũng phải cần chuẩn bị giấy thu không màu. Ở đây thì thầy chuẩn bị màu cam và màu xanh lá cây. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có hồ dán, bút chì, thước, kéo và có một cái sợi dây chỉ thầy đã chuẩn bị ở đây. Như vậy để gấp được hình con bướm thì chúng ta cần phải gấp hai cái cánh của bướm. Đầu tiên là chúng ta gấp cái cánh trên, cái cánh lớn trước. Thế thì để gấp được cái cánh bướm thì chúng ta cần phải cắt cái tờ giấy thủ công thành một cái hình vuông. Và thầy nhắc lại kiến thức, để cắt được cái hình vuông nhanh nhất thì chúng ta sử dụng cái cách như sau. Đầu tiên thầy sẽ cắt cái giấy màu cam trước. Để cắt được hình vuông nhanh nhất thì các em chỉ việc gấp chéo tờ giấy thủ công hình chữ nhật này lại, sao cho cái cạnh trên này nó trùng với cái cạnh ngang này, cạnh bên này. Đó, thầy gấp cạnh trên xuống cho nó trùng với cái cạnh dài này. Thấy không? Nó trùng với cạnh dài này. Đó. Thầy miết ở đây. Đấy, thầy miết nhẹ. Thầy miết như thế này. Thì thầy được như thế này. Đó, các em thấy thầy gấp lại này, thầy gấp chéo xuống này. Cạnh trên này sẽ trùng với cái cạnh bên này. Sau đó thầy sẽ lấy thước kẻ. Thầy kẻ một đường ngay dưới cái mép này. Đó. Đó, thầy kẻ một cái đường ngay sát cái mép này. Để làm gì? Để thầy lấy kéo thầy cắt theo cái đường vừa kẻ thì thầy sẽ được cái hình vuông một cách nhanh nhất. Đó. Bây giờ thầy sẽ cắt theo cái nét mà thầy vừa kẻ này. Đấy. Và như vậy thầy đã được một cái tờ giấy thủ công hình vuông như thế này. Tiếp tục, bây giờ bắt đầu chúng ta gấp cái cánh bướm ở phía trên. Đầu tiên thì các em sẽ gấp cái chúng ta miết cái này cho nó kỹ ha các em. Miết cho nó kỹ để nó không bị chạy. Đấy. Đầu tiên thì các em gấp cái phần cái mũi dưới này lên đây. À, sao cho nó ở giữa cái cạnh trên này. Các em thấy không? Đấy, thầy gấp lên này, thầy gấp lên trên này. Sao cho nó ở giữa. À, tiếp tục như vậy, thầy gấp lên thêm một lần nữa. Gấp lên sao cho cái cạnh này nó bằng với cạnh trên này. Đấy. Và tiếp tục tương tự như vậy, thầy gấp lên thêm một lần nữa. Gấp lên thêm một lần nữa. Đó. Thầy gấp và thầy miết. Để thầy tạo thành những cái đường gấp. Sau đó thầy mở ra. Thầy gấp xong rồi thầy mở nó ra. Thì thầy sẽ có được những cái đường gấp cách đều nhau như thế này. Đấy. Sau khi thầy được những cái đường gấp cách đều nhau như thế này rồi, thầy sẽ tiến hành gấp. Các em cứ gấp từng bước lên. Theo cái đường dấu gấp này. Chúng ta gấp lên. Thầy gấp lên một cái như thế này đầu tiên. Đó, đầu tiên. Thấy chưa? Sau đó thầy lật sang mặt bên kia. Thầy lật sang mặt bên kia. Thầy lại gấp lên. Đó, thầy lại gấp. Cứ theo cái đường dấu gấp chúng ta gấp. Đấy. Thầy đừng như thế này. Thầy lại lật sang cái mặt bên kia.
thầy lại gấp lên. Đấy. Rồi thầy lại lật trở lại, thầy gấp lên. Cứ như thế lặp đi lặp lại. Cho đến khi nào chúng ta gấp hết cái tờ giấy thủ công này thì thôi. Đấy. Chúng ta đã có sẵn đường nếp gấp rồi. Chúng ta gấp rất là dễ. Các em lại lật lại, gấp lên. Lật qua, gấp lên. 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 Và như vậy thầy đã gấp xong. Gấp xong cái cánh đầu tiên. Các em thấy khi thầy gấp xong là nó sẽ xòe ra được như thế này. Đó. Tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Thầy sẽ tiến hành gấp cái cánh nhỏ hơn. Cánh nhỏ hơn thì thầy sử dụng cái màu xanh lá cây. Và để gấp được cái cánh nhỏ hơn thì đương nhiên cái hình vuông của cái tờ giấy thủ công này nó cũng sẽ nhỏ hơn cái hình vuông giấy thủ công màu cam. Các em cắt cái tờ giấy hình vuông của tờ giấy thủ công này nhỏ hơn màu cam, lưu ý như vậy. Thế thì để mà cắt được cái hình giấy thủ công nhỏ hơn, hình vuông nhỏ hơn thì chúng ta sẽ gấp cái này nhỏ hơn. Thay vì thầy gấp ra tràn ngoài mép này thì thầy gấp vào trong này thôi. Thì chúng ta sẽ được một cái tờ giấy thủ công nhỏ hơn, hình vuông nhỏ hơn. Đấy. Và sau đó thầy cắt ra. Tương tự như vậy. Thầy cắt ra xong. Thầy cắt ra xong thì thầy lại tiếp tục gấp. Thầy tiếp tục gấp. Gấp không khác gì tờ giấy thủ công màu cam này cả. Và thầy sẽ được như thế này. Đấy. Các em thấy nó nhỏ hơn màu cam chưa? Đó. Hai cái nó nhỏ hơn. Cái này nó như thế này. Mà cái này thì nó như thế này. Đấy. Như vậy, các em muốn gấp cái cánh nhỏ hơn thì các em sẽ phải cắt tờ giấy thủ công hình vuông nhỏ hơn. Đó. Thì các em gấp lại nhỏ hơn như thế này và các em lấy kéo cắt theo cái đường này. Thì chúng ta sẽ được giấy thủ công hình vuông nhỏ hơn và chúng ta tiến hành gấp. Sau khi gấp thì thầy được hai cái hình như thế này. Đó. Tiếp tục. Bước tiếp theo, các em sẽ dán hai cái này lại với nhau. Dán nhẹ ở giữa. Sử dụng hồ dán để dán nhẹ ở giữa hai cái này lại với nhau. Các em xem đây, thầy lấy hồ dán. Thầy dán hai cái ở giữa này lại với nhau. Dán nhẹ để sau đó thầy sử dụng dây, thầy kẹp, thầy cột. Thầy dán hai cái này lại với nhau. Thầy dán như thế này. Sau đó thầy sử dụng cái dây chỉ mà thầy đã chuẩn bị sẵn ở đây. Đây. Thầy cắt ra và thầy cột ở giữa. Lưu ý là chúng ta phải cột ở giữa. Ha. Thầy sẽ cột ở giữa này. Đấy, thầy cột lại như thế này. Và bây giờ thầy sẽ xòe hai cánh bướm này ra. Đấy, thầy xòe ra. Bên này cũng vậy, thầy xòe hai bên này ra. Thầy sử dụng hồ dán. Thầy dán
cái rau con bướm vào. Như vậy để dán cái rau con bướm vào thì các em cần phải có cái rau. Cái rau con bướm các em làm bằng cách là thầy dán hai cái mép này lại. Để làm được cái rau bướm thì các em sử dụng cái giấy thủ công màu vàng. Chúng ta có thể cắt ra một cái nang dài thế này. Và sau đó các em gấp nhỏ nó lại. Thì thầy được một cái rau như thế này. Đấy, các em gấp nhỏ lại. Thầy được một cái rau như thế này. Và khi đó thầy sẽ gấp cái này lại. Thầy sẽ gấp cái nang mà thầy vừa gấp này lại. Thầy uốn cong nó một chút. Đấy. Các em có thể sử dụng bút chì để các em cuốn cho nó cong lại. Đấy. Bên này cũng vậy. Sau đó chúng ta sẽ dán cái rau này vào ở giữa cái cánh lớn ở phía trên. Đây, dán vào ở giữa này. Các em chỉ cần dán và giữ cho nó lâu một chút. Sau khi thầy dán xong thì thầy mở nó ra thì thầy sẽ được. Thầy sẽ được cái hình con bướm như thế này. Các em dán, các em giữ lòng một chút để cho nó hồ nó dính lại. Bên này cũng vậy, bên này ta cũng dán một chút cho hồ nó dính lại. Và như vậy thầy đã được một con bướm như thế này. Đấy. Thì thầy hy vọng rằng là các em sẽ làm nhiều con bướm với nhiều màu sắc khác nhau và còn đẹp hơn cả thầy làm. Và thế là thầy vừa hoàn thành nội dung bài làm con bướm. Chúng ta có thể thông qua cái nội dung bài này cùng nhau sáng tạo ra những con bướm nhiều màu sắc và có thể kết hợp con bướm với những đối tượng khác, ví dụ như là với ngôi nhà, ví dụ như là với cái cây, để chúng ta có thể tạo thành một cái bức tranh đầy tính sáng tạo. Chúc các em có những cái sản phẩm sáng tạo và đẹp.